Và sản phẩm tiếp theo trong bộ sản phẩm của UB365 tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là một gọi là món ăn hàng ngày cần thiết dành cho da. Ta-da! Đó chính là mặt nạ tế bào gốc. À, chắc là tôi không cần phải hướng dẫn sử dụng cho mọi người cách đó mặt nạ đâu đúng không? Trời ơi! Giờ bà thím nào hay bà chị hay bà cô hay bà em nào nói với tôi là không biết cách đó mặt nạ tôi giận chết luôn á. Thì thực sự rất là đơn giản, đây trong cái hộp của UBCell này, mặt nạ mọi người thấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó. Nó sẽ có 5 cái mặt nạ nha mọi người. Đây. Và thực sự cái mặt nạ tế bào gốc này khi mà tôi đắp vào một cái mọi người, đắp vào một cái mình để trong vòng khoảng 20 tới 25 phút rồi sau đó trời ơi mình dở ra một cái mình thấy da mình mướt mát liền. Đêm qua mới trải nghiệm rồi mọi người nha, mướt mát liền, rất là dễ chịu. Và mọi người ơi, sau khi mà mình đắp trên mặt xong á, khoan quăng vội nha, khoan quăng cái mặt nạ nha, uổng lắm nha. Mình bắt đầu trượt xuống cổ mình đắp nè, đó mình đắp xuống cổ tí xíu nè, mình đắp xuống cổ tí xíu nè, đó rồi trong này mình còn nước, bắt đầu mình thoa thành ở cổ được nè, tay được nè. Mọi người cứ xài đi, cứ trải nghiệm đi, mọi người sẽ cảm thấy nó cái da của mình nó được phục hồi một cách rất là nhanh chóng. Mọi người nói uống trong vòng 20 phút mà có thể cảm nhận được hả? Mọi người hãy xài và cảm nhận nhé. Mọi người ơi, một cái hộp của UBCell, hộp mặt nạ này có 5 miếng ha.